Cái này không vô phòng máy lạnh, ngồi ngồi ngoài ghe nóng vậy. Sao nay tóc một xù vậy? Tôi đi xa hả? Là vậy, như là nó có cái điều hướng. Tôi đi xa hả? Hồi nưa ở đây quận nhất Nguyễn đẩy rồi Thủ Đức đổ đẩy tâm lưu đó. Không như thằng ráp khứ hồi. Ráp là dạng như là có nó có cái điều hướng của nó hay, nó cái chức năng nó hay. Ừ. Còn GoGé là từ ngày xưa, từ xưa ra mới đầu nó vậy luôn rồi. Ừ. Và cho tới bây giờ không chịu ra chức năng đó luôn. Nhiều app, bây giờ nhiều app nha có chức năng điều hướng luôn, nhưng mà GoGé này đặc biệt không chịu đưa chức năng nó vô trong app. Ừ. Bởi vậy mà nhiều khi người ta tính vậy, tính đường, ví dụ như áp mà người ta công ty tính đường, ví dụ như là cho mấy người mà dạng như là ở cứ bà hoài đó, không có được, không cho nghỉ. Ví dụ giờ bây giờ anh sắp đủ điểm rồi, cái anh điều hướng cái anh về nhà luôn, rồi nó không có tài xế, như công ty không có tài xế, giờ nó chơi chiêu đó, chơi chiêu và nó giờ buộc lòng á, anh phải chạy tiếp, anh phải chạy tiếp chứ nếu mà vậy như nếu anh điều hướng anh về đó, thì không được điều hướng về. Dạ, nó làm vậy để bắt tài xế đi làm á. Ngày xưa tao chạy bò đâu vấn đề nữa, giống như rác đụng. Mẹ, nhưng mà thằng GoJet là không đi tỉnh à, trong thành phố thôi. GoJet là đi tỉnh là không có đơn phải không? Ừ. À. Đâu nhận đâu, chỉ thành phố thôi. À. Mặt nó còn rất thoải mái. Bây giờ làm giờ là 4:20, giờ anh ráng đợi 40 phút nữa luôn à. 40 phút như 5 giờ tụi nó mới ra phải không? Tôi gọi người thân. À. Tôi không chạy đâu. Tại sao? Tôi đâu có chạy đâu. Không có chạy vô đây chơi sao? Thằng ơi, đợi người thân nè. Đợi người thân hả? À, đâu, tưởng vô đây đón khách chứ. Không có. À. Hôm nay tháng mấy đâu chạy đâu. Tháng mấy rồi nghỉ hả? Ừ. Nghỉ rồi không mà nó khóa áp sao? Không. Mở lần này vẫn nổ bình thường á. À, có nghĩa là GoZ này dễ. Thí dụ như mình nghỉ lâu nó cũng không khóa app. Ừ, đúng rồi. Được cái vậy. Còn nhiều app nha, một tháng không chạy nó khóa liền. Ừ. Phải lên công ty học lại rồi làm việc kiểm tra tùm lum la đó. Nhưng mà cái mở lần em nổ luôn á chứ. Tự nổ. À. Mở không nổ đâu khu này. Chỉ ba cố mày à, hồi mấy nó khóa. Không, nhưng mà cái này nhiều khi phải lâu chạy cố không ta? Không. Đâu đó có chạy đâu đó, mấy tháng không có chạy luôn. Có đứa bạn nó mấy tháng luôn mà nó không chạy luôn, mở lên vẫn nổ bình thường luôn. Ừ. Nhưng mà đợt nó không đi mua đồ, đợt nó đổi thương hiệu nè, nó không mua đồ, khóa luôn của nó. Mở được bình thường nè. Đúng rồi, hay vậy. Cái này được cái nó thoải mái, GoZ được cái thoải mái, ví dụ như muốn làm khi nào làm, còn cái mấy app kia thì quy định là tháng phải bắt buộc là mình phải chạy. Ừ. Chứ không mà nó khóa lại. Nè đủ chạy đang âm luôn mà đâu chạy gì mẹ gì. Đúng rồi. Âm tiền luôn hả? Ừ. Nhớ 50 ngàn. Thí dụ như âm tiền nó khóa cố không ta? Nó GoZ này nè. Nó
cho ít nhất là thiếu 100 ngàn. À, nó cho âm 100 ngàn ha. À, còn nhiều app là bây giờ tới 0 đồng nó khóa liền luôn á, nó không cho phát nữa. Còn vô vé thì được cái nó vô dây cho dưới 100 ngàn, dù mà được âm 100 ngàn. Còn mấy cái app khác là cho dư anh về 0 đồng nó không cho nhận nữa. Ông mà khoảng app mà ông đã cho chạy giao hàng. À, giao hàng đấy có nhiều tiền. À, giao hàng mới có nhiều tiền. Nhiều tiền đó. Khùng lắm. Hình như cái GoJet này là hình như là cái GoSend là cước được nhất không ta? Cước. Không biết đâu, tôi chạy rồi mới tầm được 3 cái luôn á. Giao cái hàng. Ấy tầm luôn á, mua hàng. À. Được hết. Thì ra vậy. 3 cái luôn á. Đưa người nữa. Anh có hay đón khách ở trong khu chế xuất nào không? Hả? Anh có hay đón khách trong khu chế xuất nào? Nhưng mà thấy ông anh tôi chạy đáp là cứ 5 giờ là em vô, khoảng 5 năm là mở là nổ. À, bây giờ muốn đón trong này là phải tầm khoảng 5 giờ mới vô đây mới có khách. Đúng rồi, đúng rồi. Nổ liên tục quá. À. Mình tưởng trong này không có khách vậy, ngoài cũng nhiều nhiều lắm á. Nhiều lắm hả? À, nhà anh mở thẳng đi. Giờ được rồi, giờ đây mở coi sao. Nếu mà canh cái thời gian mà thí dụ như gần 5 giờ thôi, mình đáng đợi chút có khách luôn. Chị mình chạy ra luôn chứ mới công chạy không ra cũng vậy. Đúng rồi. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng được cái giờ đó, nhiều khi ha, một nhiều khi 2 3 giờ nó cho mình cuốc vô đây là coi như là phải ra ngoài luôn rồi đó. Đúng rồi. Chứ bây giờ mình đâu có ai đặt đâu ra. Mà trong này diện tích nó lớn quá, nó vô đây ít nhất là phải chạy không 3-4 cây ít gì đâu. Vô đây nó xa lắm, nhiều khi mấy công ty mới nằm múc chỉ trong túc và sông đâu á. Đúng rồi. Chỗ kia khúc kia. Chỉ như là chạy không, xác định là chạy không khoảng 4-4 cây chạy ra đó. Nó tại khu này nó lớn quá. Ở đây giống như là một cái thành phố vậy ha, trong này thấy không? Giống như một cái thành phố thu nhỏ vậy trong này nè. Ôi làm rồi mang đồ ăn theo hả? Dù quê mới lên hả? Hay vậy? Dù quê ở Long An hay đâu mà đem mang đồ? Tiền Giang hả? Bữa nay giả mộ quá. À 20 giả mộ đem theo hộp dịch với hộp dịch kho. À Dịch nấu cháo. Còn dịch nữa con sống nữa. Đi 2 giờ rưỡi. À, anh là quê Long An lên, anh quê ở Tiền Giang ở đây vậy. Tôi làm đây nào công ty này nè. Ủa anh làm công ty này luôn hả? Ừ. Rồi hay vậy. Tại trước có người bạn làm cho mày luôn nè, nó làm cái công ty này nè. Dưới có người bạn làm cho mày nè mà. Ủa về làm xong rồi ra vậy luôn hả? Dạ rồi bình thường. À. Tôi làm mười mấy năm rồi. Mười mấy năm công ty này rồi hả? Ừ. À trời ơi, tưởng anh ở ngoài vô đây, anh là người ở đây hả? Em đây nè. À. Bữa nay tôi nghỉ, bữa năm. À.